top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất tại Việt Nam, sở hữu 6 công ty thành viên trên toàn quốc, đơn vị duy nhất trên thị trường sở hữu hệ thống đào tạo phân cấp chuyên biệt dành cho sale bất động sản, đào tạo trên 5.000 sale trên toàn quốc, địa ốc 5 sao khẳng định giá trị vượt trội. Công ty cổ phần thương mại địa ốc 5 sao thành lập ngày 1 tháng 6 năm 2015, trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, địa ốc 5 sao hiện đang sở hữu hệ thống các công ty thành viên và văn phòng đại diện phủ khắp tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là bộ máy hoạt động hiệu quả, gắn kết từ các cấp lãnh đạo cho đến các sale chuyên nghiệp, quá trình kiện toàn bộ máy với sự tham gia điều hành của các lãnh đạo trẻ đầy nhiệt huyết là suối nguồn nuôi dưỡng và hình thành một doanh nghiệp năng động, sẵn sàng đón đầu mọi thách thức. Đi cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, ban lãnh đạo luôn chú trọng yếu tố phát triển con người, lấy con người làm gốc. Vì vậy, mỗi nhân sự khi tham gia vào hệ thống địa ốc 5 sao sẽ được xây dựng một quy trình phát triển sale bài bản, từ sale thử việc, sale chuyên nghiệp, sale cao cấp đến sale triệu đô. Cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng giai đoạn phát triển của sale, từ nhân viên kinh doanh, chuyên viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc khối kinh doanh, giám đốc khối kinh doanh độc lập, giám đốc chi nhánh, cổ đông công ty mới. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Ở 5 sao của chúng tôi, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau luôn là một trong những giá trị cốt lõi được truyền lại qua rất nhiều thế hệ. Đến với địa ốc 5 sao thì mình có một cái lộ trình thăng tiến và làm việc rất rõ ràng, để đến ngày hôm nay mình đã có cơ hội được lead một team 10 người. Và thực sự từ tấm lòng mình rất cảm ơn những cái gì mà địa ốc 5 sao đã đem đến cho mình. Những giá trị lớn nhất mà mình vào 5 sao mình làm đó là sự tri ân, lòng biết ơn. Và cái mà mình thấy rằng là 5 sao đang làm tốt nhất đó là văn hóa và con người của 5 sao. Mình thay đổi trong quá trình gần 3 năm làm việc ở 5 sao. Đầu tiên đó là về tư duy, thứ hai đó là cách suy nghĩ, mà thứ ba đó là cái hành động của mình quyết liệt và cam kết hơn. Chúng tôi chú trọng đến việc phát triển con người. Mỗi lộ trình phát triển sẽ đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong chính cách làm và tư duy của các bạn. Chúng ta chỉ cần một điều đó thì áp dụng đúng công thức, đúng đủ đều. Các bạn biết, các bạn làm và áp dụng, và khi đó thì tôi áp dụng triệt để đúng những cái mà anh chị chỉ dạy. Và rất may mắn là trong năm 2017 và 2018 thì tôi có đâu đó là khoảng 20 giao dịch bất động sản cao cấp từ các sản phẩm Vingroup và Sun Group với tổng giá trị tiền hàng xấp xỉ khoảng 400 tỷ. Khi bất kỳ một sale mới nào gia nhập Đại Gia Đình 5 sao thì chúng ta có ngay một chương trình đào tạo rất là bài bản và kỹ lưỡng cho các bạn ý, cho trong vòng một tuần, để các bạn trải nghiệm được cái văn hóa doanh nghiệp và có những cái kiến thức cơ bản để bắt tay vào nghề sale. Bước sang năm 2021, để tiến gần hơn với tầm nhìn, sứ mệnh, 5 sao thay đổi chiến lược, tập trung phân phối và phát triển lĩnh vực bất động sản đầu tư cao cấp. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng để 5 sao tăng vị thế trên thị trường. Địa ốc 5 sao đã và đang là đối tác của các chủ đầu tư, tập đoàn lớn trên khắp cả nước như Sun Group, Onsen Fuji, Novaland, Bim Group, Doziland, Vingroup, Tân Á Đại Thành. Đồng thời, hợp tác với các sàn liên kết uy tín như An Phúc Land, Địa ốc Việt, QTC Land, Sen Land, Hải Phát Land, For Home, VHS, New Star Land, PQR, v.v. nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. Hiện tại, 100% nhân sự chính thức của 5 sao có chứng chỉ môi giới bất động sản theo đúng yêu cầu và quy định của nhà nước. Đó cũng chính là cách mà 5 sao giữ chân khách hàng và tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư, giúp họ yên tâm với từng phân khúc và từng dòng sản phẩm. Sau 6 năm phát triển, trải qua những giai đoạn thăng trầm cùng thị trường bất động sản Việt Nam, địa ốc 5 sao luôn chú trọng và hướng đến những giá trị thực. Tầm nhìn tới năm 2030, địa ốc 5 sao sẽ lọt top 10 công ty phân phối, quản lý và khai thác bất động sản hàng đầu Việt Nam, chuyên đầu tư và phát triển các dự án bất động sản quy mô trên 2.000 tỷ đồng. Hướng tới sứ mệnh trở thành một đơn vị uy tín, luôn cam kết bảo toàn và gia tăng giá trị bất động sản cho nhà đầu tư, đồng thời tạo dựng và nâng tầm nghề môi giới, là cái nôi nuôi dưỡng đồng hành phát triển những môi giới trở thành những triệu phú đô la từ nghề bất động sản. Và chính những nhân sự ngày hôm nay các bạn bắt đầu với công việc bán hàng tại công ty, khi các bạn có mục tiêu, các bạn có khát vọng thì các bạn sẽ được công ty tạo điều kiện, đào tạo để hỗ trợ
để các bạn có thể phụ trách những cái văn phòng, những cái chi nhánh, những công ty thành viên tiếp theo của công ty. Địa ốc 5 sao luôn coi biết ơn là nền tảng phát triển của doanh nghiệp, là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững các mối quan hệ từ nhân sự với doanh nghiệp, sale với khách hàng. Lấy đoàn kết làm phương châm gắn kết các cá nhân, phòng ban, tổ chức, tạo thành một tập thể vững mạnh, định hình giá trị cốt lõi doanh nghiệp bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và trung thực. Nhắc nhở mỗi cá nhân luôn kỷ luật trong công việc, trung thực và trách nhiệm với đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác để cùng tiến tới sự phát triển bền vững của cá nhân và tập thể 5 sao. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi ấy đều hướng tới mục tiêu đưa Địa ốc 5 sao trở thành một đơn vị phân phối, quản lý và khai thác bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Xuyên suốt trong hệ thống là các chính sách đãi ngộ nhân sự, văn hóa đào tạo, văn hóa doanh nghiệp, lấy giá trị phát triển con người làm trọng tâm. Các câu lạc bộ và hoạt động đang được duy trì và phát triển đều đặn tại 5 sao như fitness và tuyên bố mỗi sáng để khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng, nhắc nhở mỗi cá nhân hãy bám sát mục tiêu. Hoạt động tu tập thường niên tại chùa Ba Vàng, hoạt động team building hàng năm, bữa sáng lành mạnh, câu lạc bộ yoga trẻ khỏe, câu lạc bộ Alpha Male, nơi hội tụ những người đàn ông dẫn đầu về sức khỏe, kỷ luật, thành công và giàu có, câu lạc bộ đọc sách mỗi sáng hàng ngày, câu lạc bộ đầu tư FIC. Để 5 sao là nhà, chúng tôi mang tâm phụng sự, coi mỗi nhân sự là khách hàng của mình, từ đó cung cấp những giá trị và dịch vụ tốt nhất, từ truyền dạy kiến thức làm nghề đến trang bị kỹ năng, công cụ bán hàng hiệu quả, bắt kịp với xu hướng thị trường. Song song với sự phát triển của doanh nghiệp, trong 6 năm qua, Địa ốc 5 sao cũng luôn đề cao giá trị cộng đồng, hướng đến những hoạt động thiện nguyện với mong muốn được chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các hoàn cảnh kém may mắn. 5 sao đã đồng hành với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, thực hiện chương trình kêu gọi đóng góp, ủng hộ bệnh nhân tại khoa chạy thận và xóm chạy thận Ngọc Hồi. Tổ chức chuyến thiện nguyện hướng về miền Trung 3 ngày 3 đêm tại Tâm Lũ Quảng Bình, cùng rất nhiều các hoạt động quyên góp, ủng hộ thường niên khác. Sau chặng đường 6 năm, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình và tạo ra những giá trị vượt trội trên thị trường, Địa ốc 5 sao sẽ tiếp tục bứt phá trên thương trường khốc liệt. Chúng tôi tin rằng với những con người nhiệt huyết, đam mê, khát khao và mang trong mình những hoài bão to lớn, Địa ốc 5 sao sẽ vươn tầm và chinh phục những đỉnh cao mới, những vùng đất mới và đạt được những dấu mốc ấn tượng trong tương lai. Địa ốc 5 sao khẳng định giá trị vượt trội.